Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản đột kích nha. Trước tiên muốn đăng ký tài khoản đột kích các bạn cần phải vào trang chủ thì các bạn có thể trực tiếp nhập địa chỉ luôn đột kích.goplay.vn hoặc các bạn có thể tìm đột kích ở trên Google. Sau đấy các bạn nhấm vào chỗ đột kích.goplay.vn ở đây. Sau đó các bạn vào phần đăng ký. Thì ở đây phần tên đăng nhập các bạn có thể chọn là tên đăng nhập mà mình muốn. Ở đây mình sẽ thử là test tạo tài khoản 01123456 mật khẩu thì các bạn nhé. Sau khi bấm xác nhận xong các bạn sẽ cần phải xác thực số điện thoại thì các bạn cứ nhắn tin theo cú pháp ở đây. Nên là nhớ là có tối thiểu 1.500 đồng để gửi tin nhắn này. Đấy, sau khi mà mình bật 834970 đó, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn lập xong tài khoản game. À, bây giờ mình sẽ test cho các bạn vào game nhé. Đây, mình sẽ nhập